Đi ô tô nhưng sân nhà không đủ chỗ, bà chỉ có màn đổ xe khiến ai nấy mệt dầm. Cái gì vậy bà nội? Mặc kệ đất chật người đông, bà chị vẫn cứ thích mua cho mình một con ô tô lớn. Thế nhưng mà lúc mua xe thì hồ hởi, lúc đổ xe thì mệt mỏi. Dù ngay lần đầu tiên bà chị đã đưa được chiếc xe vào trong khoảng sân nhỏ xíu, nhưng dường như không thể đóng được cổng rào và tự cảm thấy không mấy hài lòng, nên bà chị đã lên xe để đổ lại lần thứ hai. Tuy nhiên cái lần thứ hai thì lại thêm phần khổ sở, vì bà chị phải hết leo rồi trèo như loài linh trưởng thì mới có thể bò ra được bên ngoài, buộc bà chị phải bấm cái bụng mà đổ xe lại lần thứ ba. Bay ơi. Có thể do thấy bà chị chạy ra chạy vào suốt và gây ức chế tinh thần, nên một người đàn ông chạy xe đạp đã dừng lại để mà hướng dẫn cho bà chị đổ xe. Nhưng mà cuối cùng thì người đàn ông cũng đành bất lực mà bỏ đi. Sau hơn 15 phút vật vả, bà chị đã quyết định không thèm đổ xe nữa mà lái xe chạy đi chỗ khác. Gì vậy? Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip cũng cảm thấy vô cùng là mệt mỏi khi chứng kiến màn đổ xe hết sức là cồng kềnh của bà chị. Một số bình luận được mọi người để lại: đi làm về đã mệt, đậu thêm cái xe còn mệt hơn, xào quần tới sáng chắc nghỉ ăn nghỉ ngủ luôn. Pha cuối là bà chạy đi bán xe chắc luôn. Sau khi xem video này thôi mà tôi cũng thấy mệt tới thở hắt ra là thế nào ấy nhờ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.